Đây nghe quý vị, bán rồi nhưng vẫn cho ăn uống no đủ đàng hoàng nghe quý vị. Làm cái clip này gửi anh khách nha, gửi anh khách thân yêu, anh khách yêu mến, khách mối nha. Đây, bán rồi cũng vẫn ăn uống, thức ăn bao là 250, ăn uống bình thường no đủ ha quý vị. Ăn cành thông chân nè. Đấy, thì lên clip này em cũng xin gửi cho anh khách ha. Đã chốt 4 bò nhỏ này ngày hôm qua ha, ngày hôm qua là về cũng mười mấy con ha. Đây, 4 bò nhỏ của anh khách đây. Đấy, đã bán rồi nè quý vị, 9 mấy triệu rồi ha. 4 con 9 mấy triệu đã chốt rồi. Thì đăng lên cho anh khách ảnh coi bò ảnh ăn uống mạnh khỏe rồi ha. Cắt cỏ cho ăn nè, lính nó cắt cỏ cho ăn uống đàng hoàng nè. Đấy, uống thức ăn, ăn thức ăn dữ lắm nghe quý vị. Rồi chút xíu review cận cảnh đi giao 6 con bò đăng clip ngày qua lên đó quý vị ha, cho anh em xem chơi ha. Thì quay cận cảnh căng từ con lên cho anh em coi chơi tham khảo. Thì mấy anh em nào mà có khu vực tỉnh An Giang á, đặc biệt ưu tiên là huyện Châu Thành ha, thì có bò lứa bò thịt gì đó, thì có bò gì đó anh em cò lái gì đó thì có bò cứ điện cho em ha, chưa tiền quay hồng cho anh em cũng hết bò rồi. Đi sáng giờ bò này giá khó mua quá, mấy bò này bán rồi không biết sao bắt lại đây, bán mấy bò bày bò này nay rồi là không biết sao mua lại, giá gì đâu không quý vị ha. Rồi mấy anh em nào muốn mua bò vỗ lé béo số lượng lớn bò thịt gì đó ha, thì tranh thủ nhanh tay gọi lên số điện thoại cho màn hình để gặp em ha, 0965185252 ha. Còn muốn kết bạn Zalo thì số đó cũng là số Zalo của em luôn ha quý vị. Đây, đây quý vị, đây nè, cỏ gác là tươi xanh nè quý vị ơi. Cái này cũng chắc chiều rồi, chiều ngày 23 tháng 4 rồi ha. Nay ngày 23 tháng 4, bò này sáng mới đóng xe đi nha quý vị. Quay làm clip sơ sơ cho anh em coi tham khảo chơi ha. Rồi đây, cận cảnh chuẩn bị đóng xe đi nè. Thì căng hạo lên từ con cho anh khách ha. Thì làm cái clip này cũng gửi cho anh khách thân yêu yêu mến nha. Đấy, thì chở bò Phúc Lộc là thời gian vừa qua cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mấy anh em trong tỉnh và ngoài tỉnh ha, đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian qua ha. Thì bữa nay chạy cũng hết bò luôn quý vị, mấy anh em nào có bò thì hú hí mình nha. Còn muốn mua thì em cũng có bỏ cọc được, ngày nay mua không được mà bỏ cọc bữa trước được 4 con này, gom gom cũng đủ một chục con, đông đông á chắc mốt chắc cũng về bò đông á. Thì anh em muốn mua bò tầm tiền lớn tiền nhỏ tiền thì hoặc là bò thịt gì đó thì mốt đi, mốt em đăng lên liền rồi anh em tranh thủ vô coi rồi mua ha. Thì mấy ngày nay cũng có mấy người điện hỏi em đó, rồi mua sau đó thì em có lưu số điện thoại lại rồi, thì có gì bò về thì em ưu tiên em điện cho mấy anh em trước ha. Anh em nào mua trước thì được trước, còn mua sau thì để hẹn clip sau ha. Còn quý vị nào mà chưa có đăng ký kênh đó, thì bên tay phải màn hình có chữ đăng ký màu đỏ đó, thì cho em xin một lượt đăng ký đi, đăng ký hoàn toàn miễn phí ha mọi người. Đăng ký để chi, để mà có bò mới về em gom bò mới về, bò tốt bò vỗ béo rồi đó cho quý vị xem mua đó. Không thì em hiện giờ kênh cũng đạt cũng gần 4.000 lượt người đăng ký rồi ha mọi người. Thì mấy anh em tranh thủ đăng ký đủ 5.000 đi, thì em sẽ có món quà nhỏ nhỏ cho mấy anh em fan hâm mộ ha. Thì đủ 5.000, đúng 5.000 là có ăn mừng rồi ha, kênh Chợ Bò Phúc Lộc là có ăn mừng, với lại có một số quà cho anh em fan cứng ha, fan cứng cuồng nhiệt ha. Thì có một số quà, thì quà gì tiền nữa mình tặng mình thôi, mình biết sao đi. Đấy, thì giờ quay căng lên từ con chắc bò lên xe cho anh khách anh em coi tham khảo đi ha. Thì muốn mua đó thì xe nào đó thì điện thoại lên số điện thoại cho mình ha. Thì ngày mốt có bò mới về nữa nghe quý vị, thì tranh thủ ngày mốt em cũng tranh thủ em gom bò, bò này nãy căng 434-434 gì nè quý vị, thì em tranh thủ gom bò về em bán cho cung cấp cho quý vị chăn nuôi được phát triển ha. Thì tầm này cũng khó mua quá quý vị, bò giờ cũng khó mua quá, em cũng gắng lặn lội mua tìm tòi những chú bò ghẻ về để cung cấp cho quý vị phương xa nuôi để lấy tiếng ha.
Đấy, mình làm gì đam mê mà. Làm gì đam mê mà quý vị. Đây, lên xe nè con, đi về chủ mới ăn trò cỏ con. Đi. Đây, xe này chở 6 con bò lớn nha quý vị. 6 con là vừa hết luôn. Nhét thêm cái anh dắt bò xuống nữa cũng không được, lọt luôn nha quý vị. 6 con vừa chạy luôn quý vị. 3 con trước, 3 con sau. Vừa luôn à. Đấy. Lên xe quá trời dễ dàng. Đấy. Thì em xin nhắc lại thì mấy anh em coi tranh thủ cho em xin, anh em nào chưa đăng ký thì cho em xin lượt đăng ký đi nghe. Tranh thủ nhanh tay chia sẻ mạnh mẽ lên ha. Đúng 5.000 là chả bò Phúc Lộc sẽ ăn mừng. Rồi sẽ có những món quà nhỏ nhỏ để dành tặng cho mấy anh fan cứng ha. Thì đặc biệt là mấy anh fan Tây Ninh này. Đấy. Đây quý vị. Dừa lắm ha, xe này chở dừa lắm ha. Rồi đóng bẩn. Để em lên cho anh em review em quay cho ha. Con bò này hiền lắm quý vị, nuôi mau lớn tăng trưởng lắm nha. Đấy. Già bò bẻ răng hết trơn quý vị. Con nào cũng lấy lưng đổ nước không chạy luôn nha quý vị. Ba con là đứng hàng ba là cứng xe nha, ba con trước, ba con sau. Nha quý vị. Đây mặt mày nè. Thì địa chỉ chạy bò Phúc Lộc là nằm ở ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ha. Thì hướng bên tay trái là bên tay trái màn hình đó là hướng đi lên Châu Đốc đó, bên tay phải là về Long Xuyên.